Những năm 1990, nền kinh tế Việt Nam bước vào thời kỳ mở cửa với đầy thách thức. Năm 1993, từ một nhà nghiên cứu khoa học tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia, ông Đỗ Quang Hiền đã có quyết định táo bạo thành lập một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của Việt Nam. Năm 1998, thành lập công ty TNT Hưng Yên bằng việc đầu tư xây dựng nhà máy lắp ráp và sản xuất xe máy lớn nhất Việt Nam, tổng mức đầu tư trên 300 tỷ, dẫn đầu xu thế sản xuất xe máy trong nước. Các sản phẩm xe máy của TNT được phân phối khắp lãnh thổ Việt Nam. Năm 2005, TNT trở thành cổ đông chiến lược của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội, SHB. Năm 2006, thành lập câu lạc bộ bóng đá Hà Nội TNT, tiền thân của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ngày nay. Năm 2007, TNT chuyển đổi mô hình từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang mô hình tập đoàn, trở thành cổ đông chiến lược của công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Hà Nội SHS và công ty bảo hiểm BSH, thành lập TNT Land và đầu tư phát triển các dự án bất động sản tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2010-2014, đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu ra thị trường thế giới. Năm 2015, được chính phủ chỉ định làm cổ đông chiến lược của Cảng Quảng Ninh, Bệnh viện Giao thông Vận tải, tham gia hoạt động cổ phần hóa và trở thành cổ đông chiến lược của nhiều tổng công ty nhà nước. Ngày nay, tập đoàn TNT đang từng bước phát triển bền vững trên thị trường quốc gia và khu vực với những nền tảng kinh doanh cốt lõi, bất động sản. Cảng biển, logistics, nông, lâm nghiệp, đầu tư tài chính, thương mại, dịch vụ và đầu tư ra nước ngoài, công nghiệp, năng lượng và khoáng sản, y tế, giáo dục và thể thao. Tập đoàn TNT đang khẳng định giá trị của một tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu tại Việt Nam. Mạnh về nội lực, giàu về tiềm năng. Mỗi thành quả là một bước tiến tới đỉnh cao trên con đường vinh quang. TNT Group, đa lĩnh vực, một niềm tin.